Chun. Đây là địa Chan Chan Pet ở số 7 Nguyễn Văn Huyên cơ, nhưng mà mới chuyển sang 28 Cầu Giấy. Thật sự thì giá ở đây nó cũng khá là hợp lý nữa. Có 150.000 cho một sẽ rơi khoảng tầm từ 250 đến 300 tùy vào số lượng là con chó của bạn nó to. Rồi. May nắng quá. Đây là con thật. Mình đang ở Visa Phobi số 43 Tràng Tiền thì Visa Phobi. Cái mì này nhá, đây là mì cua này, đây này. Đấy, cái mì, các loại pizza thì trên các loại pizza này có rất là nhiều một cái. Đây là pizza for cheese. Đấy, các bạn có thể gặp pizza chả cá. Pizza chả cá của Việt Nam luôn. Các loại quầy bar như thế này để xem trực tiếp các bạn đầu bếp này. Tươi luôn, ngon dã. Cho nên là các bạn khi mà đến với bia ngon không? Một nửa là bún cheese, một nửa là sashimi cá hồi. Gội đầu à? Với cả đi gội đầu. Thế tôi vợ đi gội đầu. Đây là đây là Justin, em kia cắt tóc ở đây từ năm 2009 đến bây giờ rồi. Đây là trường. Hôm nay thì kia sẽ có. Đây là anh Mạnh, đây là gấu, còn đây là chưa. Ra cái việc mà tóc nó sẽ rơi vào bên trong người. Đây là Nghĩa. Đấy là khi mà các bạn cắt nhé, là sẽ có một bạn khách tới đây thì đều ok đúng không? Các bạn có thể tham khảo địa chỉ là ok. Lần nào Nghĩa về cửa hàng một chút, tại vì là vợ mình còn đang phải nối mi rất là lâu. Trốn chui trốn lủi. Anh đâu? Ông đâu? Ở đây cửa hàng mình khá là rộng và có rất nhiều những mẫu áo. Đây nhá, sẽ bắt đầu ví dụ từ phía bên này cho mọi người xem này. Đây, ôi ơi, có họa tiết da báo đây. Có họa tiết da báo là họa tiết thích màu nâu với màu be mà. Đấy, áo len. Và 32M Lý Nam Đế Hoàn Kiếm Hà Nội để mua đồ. Chỉ mua đồ nam vào mùa đông mà mình hay đi một cái thùng mà mình đã mua online quần áo ở bên Hàn Quốc, tin direct cho họ và họ sẽ ship về. Tuy nhiên có một cái rất bất ngờ để cho các bạn xem ngay bây giờ. Mình có Insta story và mình hỏi mọi người là bán ở đâu ấy, và cuối cùng thì không có đẹp luôn. Đây, tại vì là mùa đông năm nay là cái mốt màu xanh blue này mà. Khoác này có giá là, hôm đấy mình mua mình nhớ là khoảng 115 đô. Là nó một cái áo khoác gió màu đỏ. Áo này thì nó rẻ rất là đẹp. Đấy, có hai cái dây ở tay như thế này và bạn có thể lồng mua. Thì cũng là một chiếc áo măng tô, thì cái áo măng cream ấy. Đó. Thì đây là cái áo đấy. Nó cũng sẽ dễ kết hợp hơn, tuy nhiên áo này khá nặng. Và cuối cùng thì có đã nhận ra mình. Họ bảo mình là một influencer ở Việt Nam, kiểu ủng hộ shop của tao ấy. Thế là tao tặng mày thêm một cái quần để mày có thể mix với, rất là đẹp luôn. Cho nên là mình có thể kết hợp với cái quần này với những cái đồ vừa sau. Đáng tiền, dã man. Đây. Đấy, màu này rất là lạ luôn nhá. Rất là sang. Màu xanh này đẹp chứ không bị kiểu. Và ở phía dưới nó rất là rộng, chứ nó không phải là chiết eo và nó bo vào như luôn ấy, nguyên văn. Cái gấu áo rất là hay nhá, tại vì các bạn có thể thấy nó vát chút như kiểu đuôi tôm ấy. Tôm rang dưa bò ở Mã Mây. Thì đây là một địa chỉ mà ngày xưa là đi gội đầu và đi nối mi xong thì cũng đã tốn. Quất lại vào một chút như thế này này, ăn vị rất là ngon. Đây là nước chấm ớt này. Ốc này ngon cực kỳ luôn. Rán da nó cháy thơm mùi trứng ấy, ngon lắm. Rán da này về thơm tho sạch sẽ. Diễn ra như thế này, tất nhiên không phải là ngày nào cũng sẽ dập khuôn như vậy. À, chỗ mình cắt tóc rồi và cửa hàng 22 December của vợ và cái chuông, và tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhá. Bye bye mọi người. Bye bye.